Video này được mang đến cho bạn bởi content con sò vui vẻ và editor Ravenwood Hỡi những linh hồn lạc lõng, những con quỷ đến từ địa ngục Hỡi đứng tối cao Lucifer, ta xin dâng hiến tấm thân trong trắng này để triệu hồi âm thanh của địa ngục là tình trạng bạn không thức Ngủ rất tốt cho con người nhưng mà nó thường mang tính tiêu cực Vì người ta hay bảo là buồn ngủ Ai cũng muốn giấc ngủ của mình Giống người yêu cũ sau khi chia tay Vì ai cũng muốn ngủ ngon Ngủ quan trọng đến nỗi có thuốc để cho người ta ngủ Uống đúng liều thì ngủ đúng giấc Còn uống quá liều thì ngủ luôn giấc ngàn thu Trái với lời khuyên là nên ngủ trên chân ấm nệm êm Chúng ta nên ngủ dưới hố Tại vì như thế thì mới gọi là ngủ sâu Việc ngủ hay đến nỗi cả bánh mì cũng thích ngủ Nó gọi là ngủ nướng Ngủ thì cũng có nhiều kiểu Ngủ tập thể là ngủ đông Nhưng mà ngủ một mình thì lại là bài hát Đời người thực ra cũng chỉ là khoảng thời gian thức giữa các giấc ngủ Lúc bé thì người ta ngủ che Tại vì lúc đấy chúng ta là lũ trẻ ngu Lớn lên đi học thì thường ngủ gật Đi làm gặp đối tác thì phải ngủ say Còn về già thì ngủ như chết Ngủ thì mang khá là nhiều tính triết học Ngủ lúc 5 giờ sáng thì người ta lại bảo là ngủ muộn Nhưng mà ngủ lúc 10 giờ đêm thì lại là ngủ sớm Thời gian ngủ của từng người cũng khác nhau Và giảm dần khi lớn lên trẻ con thì cần ngủ 14 đến 17 tiếng một ngày còn người lớn thì thường thiếu ngủ việc ngủ mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống như là giúp khỏe mạnh tinh thần sảng khoái cải thiện khả năng tập trung tư duy một thứ mà tôi cũng cảm thấy khá lợi ích nữa là phần chấm chữa IELTS writing trên prep.vn khi bạn học xong bài giảng của thầy cô thì đừng quên làm bài tập và gửi thầy cô chấm để được feedback một một ví dụ như đây là bài của tôi này mọi người có thể thấy là trong bài này thì tôi sai 19 lỗi nó thể hiện ở các ô màu đỏ còn cái màu xanh lá này chính là những cái chỗ mà thầy cô đánh giá cao tôi thấy tâm đắc muốn nhất là bốn cái điều này đầu tiên là các thầy cô chấm trực cực kỳ là chi tiết không chỉ chỉ ra tôi xài đâu mà còn nêu rõ là lỗi gì thuộc tiêu chí nào này thứ hai là được đưa ra những nhận xét gợi ý hướng sửa như là thầy cô đã sửa cái từ mentally and physically endurance thành mental and physical endurance này mà nếu bạn chơi hiểu nữa ấy, thì cũng có nhận xét luôn ở đây trong khi mà mình biết lỗi giải đâu thì mình sẽ dễ sửa chữa và cải thiện hơn thứ ba là điều mà chỉ khi dùng prep thì tôi mới thấy đó là chấm và nhận xét theo từng tiêu chí trong ielts writing tức là ngoài chấm theo bốn tiêu chí lớn như thi thật nữa ấy, thì các thầy, các thầy cô còn chấm và nhận xét theo từng theo 11 tiêu chí phụ thuộc vào barem chấm của hội đồng thi tức gọi là cái sắc qua ấy với cái này thì bạn sẽ biết rõ hơn là điểm mạnh mạnh ở chỗ nào mình yếu ở chỗ nào và từ đó là có thể nâng cao cái ban điểm của mình và Brad thì cũng là nơi đầu tiên mà có action plan cuối bài giúp bạn nâng cấp bài viết lên tới 0,5 và 1,0 brand này nhiều rỗi thì người ta chỉ chấm lỗi sai của mình thôi mà không có cái này nên là khi mình biết mình sai xong thì không biết là làm gì để cải thiện đấy nếu các bạn muốn trải nghiệm cái phần chấm chữa này thì có thể lên trang web này mua khóa học của Brad và nhập mã vui vẻ để được giảm 30% khi mà đăng ký từ hai khóa học trở lên trên prep và cũng được tặng kèm thêm 60 ngày sử dụng phòng speaking ảo và phòng writing ảo, hai cái công cụ hỗ trợ thi cực kỳ đặc lực. Người khỏe mạnh thành công thì thường ngủ 8 tiếng một ngày và không ngủ quá giờ trưa. Ngủ đủ giấc còn giúp bạn tiêu thụ ít calo hơn, giúp việc giảm béo tốt hơn. Mặc dù ngủ là bị động nhưng mà nó cũng có thể giúp bạn kiếm được người yêu, miễn bạn là công chúa. Ngủ cũng giúp bạn trở nên thông minh hơn tại vì ngu thì phải hỏi ngủ từ ngày xưa thì người ta cũng biết được sự quan trọng của giấc ngủ ăn theo buổi ngủ theo giờ ấy là sức khỏe không ngờ cho thân ăn được ngủ được là tiền không ăn không ngủ mất tiền thêm lo còn ăn còn ngủ còn gân không ăn không ngủ có mần được chi nên là nếu mà ngủ được thì hãy cứ ngủ Nói đến ngủ thì phải nói đến mơ Mơ là một loại quả hạch có vị chua ngọt Động vật hay gặp nhất trong rừng mơ là con tưởng bở Con mơ ngủ thì được chia làm hai loại Loại đầu tiên là mơ giữa ban ngày Thường dùng để chỉ những người hay nghĩ về những chuyện hão huyền Mơ giữa ban ngày thì thường không tốt Tại vì ban ngày nên đi làm Loại thứ hai thì thường là mơ vào ban đêm Đêm dài thì thường lắm mộng Mà những người mông dài thì cần lắm đệm Ngoài tác dụng làm phương tiện di chuyển Thì mỗi giấc mơ lại có một cái ý nghĩa khác nhau Mơ làm thợ xây là mơ hồ Mơ làm rapper thì là mộng du Mơ không được đi chơi thì là mộng mị Về tâm linh thì mơ còn được coi là thông điệp từ vũ trụ gửi xuống Vậy nên là mơ cũng cần phải xem phong thủy và địa điểm mơ Nếu mà mơ ở Fountain Palace thì có thể thấy chúa nói tiếng Việt Mơ trên livestream thì đi tù Còn nằm mơ khi cắt tóc thì dễ đi ông cháu ơi Giấc mơ còn mang ý nghĩa về thần số học Mỗi giấc mơ thì sẽ gắn với một con số Người nào mà nắm được cách thức hoạt động của mấy con số này Thì có thể trở thành người đứng đầu chuỗi thức ăn sau 6 giờ chiều Hoặc là ra đê nằm đắp chiếu rồi sầu Không chỉ con người mà động vật cũng có thể mơ Ví dụ như là chó thì hay mơ thấy người chết Tại vì chó mơ chỉ có thấy mớ cho Và chó ăn với lá mơ thì cũng ngon Giấc mơ được xuất hiện nhiều trong các bài thơ Như là một phương pháp để tác giả kể chuyện Như trong chuyện Kiều gió đâu xịch bức mảnh mảnh tỉnh ra mới biết là mình chiêm bao để nói về giấc mơ gặp đạm tiên của kiều báo hiệu cho số phận hẩm hiu trước mắt hay là giấc mơ con đè nát cuộc đời con nói về cảnh sống thấp bé của người việt trước cách mạng trong bài người đi tìm hình của nước của chế lan viên mơ cũng xuất hiện trong âm nhạc để chúng ta thấy những thứ đẹp đẽ như là đêm qua em mơ gặp bác hồ hay là giấc mơ trưa giấc mơ thể hiện những mong muốn của con người người làm sao thì của chiêm bao là vậy giấc mơ không đẹp thì người ta thường gọi với hai cái tên một là thực tại hai là ác mộng từ những cái ác mộng phi thực tế như là cái thằng mặt nhăn tay mọc nanh trên phố em đến những ác mộng thực tế như là bài tập hóa Ngủ là một việc quan trọng mà phàm cái gì quan trọng thì lại càng dễ đánh mất. Giấc ngủ cũng vậy. Mất ngủ xảy ra khi mà chúng ta biết bác nông dân có một nghìn linh một con cừu. Cái hiện tượng mất ngủ thì thường diễn ra vào ban đêm, tại vì ban ngày người ta không ngủ. Có nhiều nguyên nhân gây ra mất ngủ như là thói quen ngủ này, ít hoạt động thể chất, rồi là tuổi tác vân vân. Một số lý do phổ biến gây mất ngủ là áp lực công việc. Thật là rất khó để nằm trong mơ khi mà công việc thì vẫn còn một mớ nằm trong kho. Không gì tệ hơn mất ngủ. Nó gây ra nhiều tác hại như là rối loạn tâm lý, tim mạch tăng huyết áp cảm tôi đã nói rồi ăn được ngủ được là tiên mà mất ăn mất ngủ thì tốn tiền thêm lo nếu mà nếu không muốn mất ngủ ấy thì đừng ngủ nữa thao cách bốc bỏ đây và bạn có thể buông thật luôn sau hơn khoảng một tuần không ngủ à, người ta thường bảo là căng cơ bụng thì trùng cơ mắt nhưng mà nếu bạn ăn nhiều vào buổi tối muộn thì sẽ khó ngủ hơn và ăn nhiều xong ngủ thì có thể là nguy cơ bị đau dạ dày thế nên là đừng có ăn hoặc là ăn nhẹ trước khi ngủ thôi hãy ngủ đúng thời gian quy định và dọn dẹp phòng ngủ của bạn con người mất hàng triệu năm để tiến hóa tạo ra cái giường đệm giúp cải thiện giấc ngủ nên là hãy ngủ trên giường thoải mái hơn là ngủ ở chuồng lợn và giờ ngủ thì không phải là công ty hay là bàn ăn đừng có ăn cái gì trên đấy ăn người yêu ăn vợ thì được hãy tôn trọng chiếc giường của bạn và để có một cái phòng ngủ đẹp thì hãy đến với shop trùng cuối để mua áo trùng figure để mua figure và trùng sticker để mua sticker nên mà chúng tôi luôn có những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn nhất là trong cả tháng 6 và tháng 7 này hãy bấm vào đường link trong phần mô tả và bình luận để sắm cho mình những chiếc áo những chiếc figure những chiếc sticker đỉnh cao nhất để ngủ ngon thì nên tắt hết thiết bị điện tử trước khi ngủ và quan trọng là đừng có lướt tiktok nữa ngủ là một nhu cầu cơ bản của con người một cái hoạt động giúp chúng ta nghỉ ngơi nên là nên biết kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi một cách đúng đắn ăn theo buổi ngủ theo giờ để có một cơ thể lành mạnh con ngủ được là còn tốt và còn thức được cũng là còn tốt chứ còn khi ngủ xong không dậy nữa thì thôi hết cứu tôi là vui vẻ chúc bạn ngủ ngon đừng quên đăng ký hệ thống kênh của vui vẻ và đặc biệt là mất gốc nơi mà tôi và chị quỳnh nga học tiếng anh hay lắm xin chào và hẹn gặp lại